Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Farm Vlog. Ngày hôm nay, nối tiếp chuỗi video đồ ăn của chúng ta, ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu một loại sô cô la nữa, đó chính là Magic Black Chocolate, một loại sô cô la đến từ Nhật Bản. Thì cũng một sự tình cờ hết sức, mình đã mua được nó tại một siêu thị gần nhà mình. Theo như chị nhân viên giới thiệu thì đây là một loại sản phẩm cao cấp từ hãng Magic. Đây là Magic Black Chocolate. Đây là sô cô la đắng. Bởi vì là mình rất là thích ăn sô cô la đắng, cho nên là mình sẽ thường xuyên giới thiệu và review các dòng sản phẩm sô cô la đắng trên kênh của chúng ta. Ở bên ngoài thì nó có rất là nhiều chữ Nhật, tiếng Nhật. Vì mình không biết tiếng Nhật nên chúng ta sẽ bỏ qua phần này. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu mở ra và thưởng thức nha. Wow. Đây các bạn. Đây, các bạn thấy phân biệt được đâu là cái hộp và đâu là cái ruột không? Đây, ở bên trong thì còn nó có một lớp giấy bạc. Đây, y bên ngoài luôn. Đấy, bên trong thì có một lớp giấy bạc. Trong ta sẽ chuyển sang sô cô la. Nó đang có các cái rãnh như thế này này. Giờ mình sẽ mở ra và ăn thử luôn. Để mình không thể chờ được nữa rồi. Nó khá là khó bóc luôn ý. Ok. Nhìn màu thì mình nghĩ sẽ không ai nhận ra được rằng nó chính là sô cô la đắng đâu. Mình cũng không nghĩ là như vậy. Giờ mình sẽ bóc ra và ăn thử xem là hương vị của nó thế nào. Sô cô la Nhật Bản thì sẽ có hương vị ra sao? Nó có những cái này nha các bạn. Đây mình sẽ bẻ ra. Rất là dễ bẻ. Thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ phải ăn từng miếng nhỏ. Và sẽ bắt đầu ăn thử hương vị của nó nha. Đây, trả miếng. Thêm miếng nữa. Vậy là hết còn miếng ăn thôi. Ăn thử chơi trọi vậy thôi. Một miếng. Ok. Đây, mình sẽ để cho bạn xem nha. Ok, giờ mình sẽ ăn thử. Cảm nó gãy lôi luôn rồi. Đâu có biết. Hài hết. Miếng sô-cô-la này thì nó không hẳn là rất đắng đâu các bạn ạ. Nó không đắng lắm. Nó không đắng lắm. Mà nó ngọt vừa đủ để chúng ta có thể ăn và thưởng thức. Không quá đắng nên là rất dễ ăn cho các em nhỏ. Không phải là black chocolate đâu. Nên là mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với mọi lứa tuổi luôn. Nên là đều có cơ hội, các bạn hãy mua về bán thử món này nhé. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại video sau. Tạm biệt. Các bạn nhớ hãy like, share, subscribe kênh của mình nhé. Bye bye.